từng ngày chia tay hôm nay của anh thế nào, từng ngày xa em câu chuyện người kia với anh ra sao, có thương anh có yêu anh và hạnh phúc không anh, mà sao mỗi khi gặp lại em thấy anh buồn. Cuộc đời đôi khi không như là em vẫn mong đợi, có thể cho anh cuộc sống nhưng anh vẫn xa rời, bỏ rơi em một người yêu anh để theo một người anh yêu, cho dù em chôn sâu đến mấy cũng thấy đau. Mình đã cách xa vì người thứ ba yêu cùng với chúng ta, làm trái tim mạnh mẽ của em yếu mềm. Người cũ và người mới khiến anh bao lần phải đắn đo nhiều, nên em rời đi để anh dễ lựa chọn hơn. Một trong hai nếu đã sai thì chẳng ai tin vào hai chữ tương lai. Dù thứ tha tình yêu vẫn có nghi ngờ, càng giữ trong tim càng đau, tháng năm gần nhau vẫn u sầu. Hãy xem như ta chẳng sai như khi thấy chưa thực sự yêu. Cuộc đời đôi khi không như là em vẫn mong đợi, có thể trao anh cuộc sống như